Ngày 10 tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hệ thống cảnh báo du lịch nước ngoài mới cho công dân nước này. Theo đó đánh giá Việt Nam là một trong những nước có mức độ rủi ro về an toàn và an ninh thấp nhất trên thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ chia các quốc gia trên thế giới vào 4 nhóm cảnh báo theo thứ tự tăng dần, từ 1 đến 4, lần lượt là đề phòng bình thường, đề phòng nâng cao, cân nhắc việc du lịch và không nên đến. Việt Nam nằm trong danh sách nhóm 1 với mức độ rủi ro về an toàn và an ninh thấp nhất. Những nguy cơ chính tại Việt Nam bao gồm tội phạm không gây ảnh hưởng sức khỏe và tai nạn giao thông. Theo đánh giá của hệ thống nêu trên, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều nằm trong nhóm 1.